Golden Boy Kim sẽ chạm trán cùng với cô gái Ngọc Trinh, một trong những nhân tài hiếm gặp đến từ đỉnh Sóc Sơn. Nếu như Trung Quốc, chúng ta biết tới đỉnh Côn Lôn là một trong những đỉnh núi sản sinh ra rất nhiều nhân tài, thì tại Việt Nam, đỉnh Sóc Sơn không chỉ là những câu chuyện trong truyền thuyết về thánh gióng, mà đến bây giờ truyền nhân đời thứ 108 của vị thánh này, Mạnh Sóc Sơn vẫn đang đem đến cho chúng ta những pha PK rất ấn tượng ở trong hệ phái của võ đang nhân kiếm. Thiếu Lâm Đào và võ đang kiếm, hai phái ngoại công, một phái của đang đánh xa và một phái bắt buộc phải áp sát. Kim rất khôn ngoan, không cho Ngọc Trinh hội áp sát, vì thế ác võ đang này đang phải sử dụng cả đến thiên địa vô cực nữa. Không hiểu được rằng Ngọc Trinh đã học cách PK này từ đâu, hay kinh nghiệm tích lũy suốt 19 năm qua đã giúp cho chị có thể đánh cùng một lúc hai đường như thế này. Với những cao thủ dễ áp sát thì sẽ là nhân kiếm hợp nhất, còn với những đối thủ khó chơi ở trong tầm xa thì sẽ là thiên địa vô cực. Tuyệt kiếm Ngọc Trinh đang đeo cũng có một lượng băng sát rất dồi dào, vì thế Kim cũng rất khôn ngoan để tìm cách tránh xa cự ly nguy hiểm. Tối nay có công thành anh em ơi, 8:30 anh em nhé. Mình vẫn cứ để delay 3 phút, tầm khoảng 8:28 anh em xem là có rồi. Vẫn like ở trên cả 3 kênh, anh em thích xem ở trên TikTok cũng được, xem ở YouTube cũng được, xem ở Facebook cũng được anh em nhé, kênh nào cũng được. Cứ gõ chữ Zing Việt Nam là sẽ ra thôi nhé. Anh em thích chửi nhau nhiều thì lên trên TikTok đúng không? Thích xem Full HD thì xem ở trên Zing. Không thì sẽ chuyển về kênh chính thức, đó là fanpage Zing Việt Nam thì gọi tái khởi. Tùy anh em. Giơ tay, vậy là Ngọc Trinh đã có áp sát rồi, máu xuống rất sâu. Nhưng chúng ta hãy nhớ cách đây 2 trận đấu trước, đó là cuộc đối đầu của Kim và bố mẹ 99. Khi bố mẹ 99 quá mải mê những pha tấn công thì Kim đã tận dụng được tình huống phản đam, và sau đó là một loạt series vô tướng trả để hạ gục. Ngọc Trinh thì lượng máu không nhiều như Thiếu Lâm, vì thế sẽ cần phải cảnh giác cách cao độ. Ngọc Trinh đã đánh vào người của Kim được khá nhiều lần rồi. Thời gian của trận đấu vẫn còn rất nhiều anh em nhé, còn tới tầm khoảng gần 5 phút nữa. Em có thấy không, quan sát kỹ là mỗi lần Kim đánh ra gần như là tới 2 mặt trăng lưỡi liềm anh em ạ. Đây là một trong những kiểu cách mà các cao thủ Thiếu Lâm họ dùng để có được lượng sát thương tuyệt đối. Nếu như đơn thuần vô tướng chạm chỉ đi bằng một hình lưỡi liềm thôi, như đó thì lượng sát thương sẽ không cao, nó rất khó có thể đột tử đối phương. Ở Thiếu Lâm thì họ lại không có băng sát ở cây đao và vô tướng chạm, nhưng nó sẽ có đao ở trong trấn phái của Thiếu Lâm. Cái đánh bao này anh em này, cái đánh bao này nó sẽ có lượng băng sát, vì thế nếu Thiếu Lâm đánh vào võ đang nó vẫn có lượng làm chậm anh em ạ. Cái bánh bao mặt trời này, cái Như Lai Thiên Diệp, nó có băng sát ở trong trấn phái anh em ạ. Mình thì cũng không chơi Thiếu Lâm nhiều, nhưng mà cũng nghiên cứu Thiếu Lâm được tầm khoảng 18 năm nay rồi anh em ạ. Bởi vì trong Võ Lâm Truyền Kỳ, để có một xe để đi trên bao giờ cần Thiếu Lâm dẫn bãi, và dùng Thiếu Lâm để quây quái và băng quái lại là một phương án cực kỳ hiệu quả và tiết kiệm nữa. Xong trận mình cho anh em xem đồ nhá. Cây kiếm của Ngọc Trinh thì cũng là hơn 100 băng sắt. Cây đao tứ không của Kim là 28 tốc và 2 chấn phái anh em ạ. Ngựa của Kim là ngựa siêu quang, còn Ngọc Trinh đang cưỡi ngựa phiên vũ. Thời gian không còn nhiều và cảm giác như Kim đang vượt trội hoàn toàn so với Ngọc Trinh một lượng đam. Vì thế ác võ đang này đang muốn đẩy cao tốc độ của trận đấu lên ở mức cao nhất, và đó là kiếm phi kinh thiên anh em ạ. Q3X của võ đang, một trong những skill mà họ sử dụng để bắt đối phương lại, và thậm chí là có cả bác cáp nhi phục 3x của đường nội công nữa.
Rồi chọc rất hay. Nhưng Kim đang mặc áo với 59 phục rồi. Mình bắt đầu thấy sự bế tắc dành cho Ngọc Trinh rồi. Khả năng di chuyển trên ngựa sẽ giúp cho Kim rút ra ở trong tình huống nguy hiểm. Thời gian đang đếm ngược và những fan hâm mộ Ngọc Trinh đã bắt đầu cảm thấy lo lắng vì thời gian không còn ủng hộ cho nữ cao thủ đến từ núi Sóc Sơn này nữa. Kim vẫn có tình huống ngũ sư tử hống ở một cự ly rất chính xác. Skill sẽ làm cho Thiếu Lâm gây choáng được đối phương. Em thấy không, vô tướng chạm liên tục. Kim đang cho chúng ta thấy mình xứng đáng như thế nào với danh xưng PK hay nhất trong hệ phái Thiếu Lâm. Vừa rồi là một lần đánh bại được ác của bố mẹ 99. Nhưng em cùng hệ phái đồ đẹp hơn rồi. Và nếu trận đấu này Kim có đánh bại được cả Ngọc Trinh nữa thì sẽ là một trong những trận đấu chấn động toàn cõi võ lâm dĩnh Việt Nam. Không thể áp sát, Ngọc Trinh chỉ có thể sử dụng thiên địa vô cực mà thôi. Nhưng khi mà ác võ đang kiếm, đang cộng điểm tiềm năng theo ngoại công như thế này thì đánh thiên địa vô cực gần như nó chỉ là một bài toán mang chất giải tỏa mà thôi. Quá hay anh em ạ, em thấy tình huống ra đòn của Kim là tốt như thế nào. Dù cho vô tướng chảm có khả năng mít như thế vậy mà những nhát chém của Kim nó vẫn chính xác, tỷ lệ tới gần như là 60%. Không những thế thì còn là double của vô tướng chạm nữa. Liềm một lúc là hai mặt trăng ngưỡi liềm. Cao thủ đến từ Sóc Sơn đang đứng rất gần với một thất bại. Dù đang bay cao ở trong một liên đấu thắng này với chỉ có 8 trận thua mà thôi và chiến thắng tới 16 trận rồi. Cảm ơn tất cả em đồng chí đã live stream nhé. Anh em nào chưa follow thì follow giúp mình nhé. Để tối nay chúng ta sẽ xem công thành chiến vào lúc 8:30. Một trong những trận công thành chiến được chờ đợi nhất vào dịp đầu xuân mới 2024 này. Nhân dịp đầu năm thì mình sẽ chúc cho tất cả anh em sẽ có một năm mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và luôn luôn thật nhiều tiền em nhé. Có tiền rồi chúng ta nhớ là nạp vào game em nhé. Thế mình được tăng lương em ạ. Đợt này lương hơi thấp, hẹp rất là nhiều. Tối nay công thành chiến của xem vào tụ hiền trang này. Em thấy chém vô tướng chạm hay thực sự em ạ. Có lẽ một ngày nào đó khi offline ngoài đời mình gặp ác Kim này thì mình đã hỏi xem làm sao mà để có thể chém cùng một lúc hai lưỡi liềm đi như thế vậy. Những gọi cuối cùng là cho Ngọc Trinh, nhưng để mà knock out được ác Thiếu Lâm là một điều không tưởng rồi. Rồi, một chiến thắng giống như chúng gì mà chúng ta dự đoán, đó là Kim thắng được Ngọc Trinh. Và trong khi đó thì ác của vợ tao lại chiến thắng được ác của ông nội nhà kia.